Sự việc được ghi lại từ camera hành trình của một chiếc ô tô đang lưu thông trên đường. Khi các phương tiện đang lưu thông qua ngã tư, rất nhiều xe máy đi đúng phần đường của mình, thì bên phía lề đường bên phải, một ô tô con màu đỏ đang dừng đỗ, bất ngờ mở cửa xe thiếu quan sát. Một người đàn ông đi xe máy di chuyển tới đã va trúng cửa xe và ngã xuống đường. Cùng lúc này, một chiếc xe máy khác đi tới và đâm vào xe máy của người đàn ông, khiến hai cô gái trên xe cũng gặp tai nạn. May mắn cả ba không bị thương nặng. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhận nhiều sự quan tâm. Đa số người xem đều phẫn nộ vì hành động mở cửa xe vô ý của người điều khiển ô tô màu đỏ. Không may mắn như những người điều khiển xe máy trên, chỉ với lý do là không chú ý quan sát khi mở cửa xe mà một tai nạn thương tâm đã xảy ra tại thành phố Vinh, Nghệ An, khiến một thai phụ tử vong. Có thể thấy trong cả hai tình huống, nguyên nhân của vụ tai nạn đều đến từ việc tài xế vội vàng mở cửa xe mà thiếu kỹ năng quan sát trước sau. Theo clip, một người phụ nữ đang điều khiển xe máy thì đâm phải cửa xe do chủ xe ô tô con mở cửa bất ngờ và chạm khiến cho người phụ nữ ngã ra đường. Đúng lúc này thì một xe chở rác đi tới cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ở thời điểm gặp tai nạn, nạn nhân đang mang thai. Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ngay lập tức đã có mặt tại hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Rất mong là qua những tình huống trên, các chủ xe ô tô sẽ cẩn thận hơn nữa. Bởi theo luật giao thông đường bộ, hành vi trên có thể bị phạt tiền và nếu gây hậu quả nghiêm trọng còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể là với hành vi mở cửa xe, để cửa xe mở không đảm bảo an toàn sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Còn đối với những trường hợp gây tai nạn cho người khác sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Trong trường hợp lái xe hoặc người ngồi trên ô tô mở cửa xe khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn mà dẫn tới tai nạn nghiêm trọng như làm chết người hoặc gây tổn thương cơ thể trên 61% thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. Vâng, rõ ràng là việc mở cửa xe tưởng chừng đơn giản nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro tai nạn cho những người xung quanh khi cùng tham gia giao thông. Hãy cùng với phóng viên của chương trình Tàu và Xe điểm qua một số lưu ý giúp chúng ta mở cửa xe một cách an toàn nhất. Đây là cách mở cửa xe mà chúng ta thường thấy ở những cái vụ tai nạn liên quan và rõ ràng là nó không đúng cách. Vậy làm thế nào để chúng ta có một cái quá trình mở cửa xe bước xuống một cách an toàn thì chúng ta cần lưu ý những điểm sau đây. Đầu tiên thì chúng ta cần phải dừng đúng vị trí quy định, đỗ sát vào lề đường để người ngồi trên xe có thể mở cửa và xuống xe một cách dễ dàng. Quan sát gương chiếu hậu là phần không thể thiếu khi bạn muốn mở cửa xe ô tô. Trước khi mở cửa thì tài xế cần quan sát gương chiếu hậu để chắc chắn là không có phương tiện nào đi tới. Người ngồi trên ô tô thì cần phải quan sát kỹ phía trước và phía sau, cẩn thận trước khi mở cửa. Đối với tài xế thì chúng ta nên có thói quen mở cửa xe bằng cả hai tay. Tay phải dùng để mở lẫy khóa, còn lực thì sẽ do tay trái điều khiển. Việc mở cửa xe theo kiểu này thì khiến tài xế bắt buộc phải xoay người ra bên ngoài. Qua đây giúp tài xế quan sát phía đằng sau tốt hơn. Cùng với đó thì việc mở cửa bằng tay phải chỉ giúp chúng ta mở cửa hé chứ không thể mở rộng như khi dùng tay trái. Còn tay trái của chúng ta thì sẽ đẩy cửa ra ngoài. Trong một số trường hợp bất ngờ thì có thể kéo ngay cánh cửa lại để đảm bảo an toàn. Sau đó thì mở cửa xe một cách từ từ, cẩn trọng. Không nên mở cửa xe bất ngờ vì có thể gây ảnh hưởng cho người khác khi đang lưu thông trên đường. Như vậy là chúng tôi vừa chia sẻ đến các bạn cách mở cửa xe đơn giản và an toàn. Hy vọng là nó sẽ phần nào hữu ích đối với các bạn khi tham gia giao thông.